Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu cất tiếng nói: Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái, gánh tôi nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, như chúng ta ở quê chúng ta biết, cái ếch tức là cái khúc gỗ đẽo cong để rồi để lên trên cái cổ của con bò, con trâu, con ngựa để nó kéo xe, kéo cày. Đó gọi là cái ếch. Rồi theo nghĩa của giáo huấn, tức nghĩa là cái ếch ở đây là ai học theo đường giáo huấn của thầy mình, thầy đó là một người tốt lành, khôn ngoan, thì người học trò đó sẽ học được cái giáo huấn của thầy mình là như vậy. Còn đối với Chúa Giêsu thì Ngài dùng cái ếch ở đây nghĩa là khiêm nhường và hiền hậu. Vậy thì Chúa bảo rằng hãy học cùng tôi, vì ếch tôi thì khiêm nhường, gánh tôi thì nhẹ nhàng. Nghĩa là sống trong cái đức khiêm nhường và hiền hậu thì chúng ta cảm thấy nó nhẹ nhàng. Và cái gánh của tôi ở đây đó chính là tình thương. Bởi vì những người Do Thái lúc bây giờ, những người Pha-ri-sêu, họ nhìn vào các tông đồ xem là các ngài có bức lúa mì ăn vào ngày Sa-bát không. Rồi họ nhắm vào cái đó, bắt đầu họ đưa luật ra để đè nặng lên những người dân lúc bây giờ. Cho nên Chúa mới dùng bỏ từng cái ếch đây là cái luật lệ đó. Mà luật mà không có yêu thương thì cái luật đó nó làm cho con người nặng nề. Chúa Giêsu đến đem cái luật đó, chính là cái ếch, đó là cái sự khiêm nhường và hiền hậu, và cái gánh của Chúa là nhẹ nhàng. Đối lại với cái ếch đó là cái hiền hậu đó, cái khiêm nhường đó là cái sự tự kiêu, tự mãn, và coi mình là người biết được mọi sự, coi mình là người có khả năng, coi là người mình có đầy đủ, bắt đầu nó đi đến cái tự mãn, tự kiêu. Cho nên chúng ta thấy từ cái tự mãn, tự kiêu đó, nó dẫn con người của chúng ta không thấy được cái sự khiêm nhường và hiền hậu của Chúa. Thay vì hiền hậu và khiêm nhường thì ngược lại, con người sống cái ếch đó chính là cái tự mãn, tự kiêu và tự phụ, để rồi chà đạp lẫn nhau. Và cái thứ hai đó là cái gánh, đó là cái sự lòng yêu thương. Và đối lại cái sự yêu thương thì con người chúng ta dễ đi đến vấn đề là hận thù, ganh tị, ganh ghét, và tham sân si nó nằm ở trong đó. Và nếu như thế vậy thì cái tâm hồn nó không có bình an. Cho nên trước mặt thì mình thắng mọi người, nhưng mà mình không có bình an. Mình tưởng rằng là mình sẽ làm được mọi sự. Chúa bảo rằng hãy học cùng tôi, vì tôi hiền lành và khiêm nhường, ếch của tôi thì êm ái, gánh của tôi thì nhẹ nhàng. Tại sao con bò nó kéo một cái xe gỗ mà nó đi, chúng ta cảm thấy nó mệt không? Nhưng mà nó chỉ cần một bó cỏ thôi, một xô nước thôi, con bò nó sẽ khỏe. Dù cái ếch đó nó nằm ở trên lưng nó, nhưng mà nó cảm thấy nhẹ nhàng. Thế thì chúng ta chỉ có sống trong nhẹ nhàng khi chúng ta học được cái ếch và cái gánh của Chúa. Đó là cái sự khiêm nhường, hiền hậu và yêu thương. Người ta nói rằng thống kê ở nước Nhật là cái số bạn trẻ tự tử rất nhiều. Và cứ khoảng trong 6-7 phút thì có một người tự tử. Người ta nghiên cứu và tìm hiểu, người ta thấy được rằng là họ thất bại trong công việc, họ thất bại trong tình yêu, họ không tìm được lẽ sống, và từ đó họ buông xuôi cho cuộc đời và gieo mình đến cái chết để giải thoát.
Bởi vì cái gánh của họ quá nặng nề mà họ không tìm ra được ý nghĩa. Thế thì cuộc đời của mỗi người chúng ta đã tìm được ra được ý nghĩa hay không? Thì cái cuộc đời chúng ta nó nhẹ nhàng. Tại sao chúng ta thấy nhiều người cũng vất vả lầm than mà họ vẫn tươi cười? Bởi vì họ tìm được cái niềm vui, cái lẽ sống. Còn tại sao có những người đại gia, những người tỷ phú và có những người giàu có họ lại tự tử? Họ không tìm được lẽ sống, họ không tìm được niềm vui, họ bị bế tắc mọi sự. Họ có tiền nhưng mà họ không có Chúa trong cuộc đời. Cho nên chúng ta thấy trước tiên tìm kiếm nước Thiên Chúa và những thứ khác Ngài thêm cho, thì có Chúa trong cuộc đời thì cái ách và cái gánh nặng cuộc đời của chúng ta nó dễ dàng bước qua, và chúng ta tìm ra được cái lẽ sống và cái ý nghĩa và giá trị cho công việc, cho cuộc đời. Thì đó là chúng ta sống trong niềm vui và khiêm nhường và trong tình thương của Chúa. Xin Chúa thêm sức, bổ sức cho mỗi người chúng ta để chúng ta sống trong một cuộc đời tôn vinh Chúa. Chúa không bao giờ cất những cái gánh nặng. Chúa bảo rằng hỡi những ai đang vất vả và gánh nặng hãy đến với ta, ta sẽ bổ sức cho. Chúa không nói rằng hãy đến với ta cất đi. Chúng ta phải nhớ rằng nếu mà Chúa cất đi thì chúng ta không có cái cơ hội để lập công. Mà Chúa chỉ nói rằng ta sẽ bổ sức cho, để cho các ngươi cố gắng vượt qua, thì các ngươi mới có ân phúc. Mà ân phúc đó không phải là mua được, mà là phải sự cố gắng. Mai mốt trước ra trước tòa Chúa đó, Chúa không đòi rằng là chúng ta sẽ có cái nhà cửa, chúng ta có cái nọ cái kia, mà chúng ta đã tích góp cái sự ân phúc đó được bao nhiêu khi mà chúng ta cố gắng ở trần gian. Xin Chúa thêm sức cho mỗi người để chúng ta sống trong niềm vui và ân phúc trong ân nghĩa của Chúa mỗi ngày. Amen.